Bằng, 37 tuổi, chị ở Quảng Thọ, Quảng Sơn. Thì ở Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn. Chị thì bị tàn tật từ bé và bị suy thận giai đoạn cuối. Bây giờ thì đã lọc máu chu kỳ. Một tuần thì sẽ đi lọc máu ở bệnh viện là 3 lần. Hiện tại thì bệnh nhân tàn tật thì ở cùng với lại bố mẹ. Hàng ngày thì bố sẽ đưa bệnh nhân lên đây để chạy thận. Và khoảng tầm 4 tiếng sau ca chạy thì lại đưa bệnh nhân về. Thành ra là cái bệnh nhân thì vừa tàn tật, không thể lao động để cho hỗ trợ cho gia đình được. Gia đình thì thêm một người, để vừa đi hỗ trợ bệnh nhân sinh nhật và viết thì vừa thấy bụng bước. Hôm nay thì có bên Hà Tân Văn Hóa, với trang trường của bác sư thì có qua để hỗ trợ cho hôm nay bên Caritas của tòa giám mục Thanh Hóa, chúng tôi đến đây để chào cho bệnh nhân vì cái suất ăn miễn phí. Đây là 30 cái phiếu ăn nhé. Thì cứ đến giờ mình cầm cái phiếu này ra ăn xin rồi mình lấy cơm này mình ăn thôi nhé, miễn phí. Và đây là cái số quà của bác sĩ Thủy Đỗ. Bác sĩ Thủy Đỗ ở bên Washington State đã ủng hộ cho các bệnh nhân nghèo có những cái suất cơm để mà dùng trong cái khi điều trị ở bệnh viện mình cho ở đây. Đây là cái số phiếu là 30 phiếu nhé. 30 suất cơm á, miễn phí. Thế đến giờ là mình xuống đi thông tin mình lấy cơm mình ăn nhé. Không có tiền để ăn cơm miễn phí, miễn phiếu này. Tí là gì anh Hiếu anh phải hướng dẫn thêm cho ông nhé. Thì hết lòng cảm ơn bác sĩ Thủy Đỗ đã giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo có những cái suất cơm từ thiện này để rồi có điều kiện có sức khỏe để đi chữa bệnh. Thì cảm ơn bác sĩ nhiều. Và ông nói đôi lời. Gia đình hôm nay cháu tắt một tiếng gia đình cảm ơn các bác các nhà thầy các cha các sư chúc ông có nhiều sức khỏe để mà chăm cháu nhé. Kêu gọi các bác Thanh Hóa, cha thường và các sư kết nối mạnh thường quân hỗ trợ bệnh nhân Thăng, bệnh nhân 66 tuổi ở phường An Hưng. Thì bệnh nhân nhiều máu não và bệnh nhân thì có chồng thì bị tàn tật, có người con thì không được minh mẫn. Thì bệnh nhân đã điều trị rồi, hôm nay thì cũng tương đối ổn định và về nhà. Thì hôm nay có xa thường một cách sơ có đại diện cho Caritas Thanh Hóa qua hỗ trợ bệnh nhân 2 triệu đồng giúp bệnh nhân có thể mua thuốc để dùng điều trị bổ sung trong cái thời gian mà bệnh nhân về nhà. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bà ơi, đây là các cha các sơ bên nhà thờ nhé. Dạ vâng. Nhà thờ đạo bà có biết không? Chỗ phường Trường Thi đó. Dạ. Chúng ta đã một cây ngoái nhé. Thì nghe anh Hiếu là bên phòng công tác xã hội thì hiện đang qua tỉnh ở giới thiệu là bà ở đây là bị bệnh mà chồng lại tàn tật, gia đình rất là nghèo. Dạ, đúng rồi. Em chồng cũng tàn tật. Vậy em chồng bị bệnh gì mà bệnh mặt nó cứ sần sùi đấy? Thì đó cũng bệnh tàn tật giống như chất độc da cam. Chất độc da cam mà.
Cũng phải mang là vâng. Cũng không có gia đình cũng vậy. Vâng. Không có gia đình nữa vậy, mấy chị em ở với nhau. Mấy chị em ở với nhau, như vậy. Cũng bình đẳng cả. Ừ. Thì bây giờ người tàn tật đi chăm người tàn tật. Tàn tật đi chăm à. Người tàn tật. Vậy thì có vất vả không? Thì vất vả thì cũng phải chịu nhà, không có người neo đơn á. Đi lại không được mà lên đây đấy nhờ. À. Các người đi mua cơm hộ, không có đi được đâu. À, không đi được. Bây giờ em đây không nói được à? Không nói được, bị thế này không nói được. Ừ. Nói được đi đi vệ sinh rồi không biết dừng nữa cơ. Bốn tay không. Không biết gì. Không phải đi chăm. Thì em chồng á, giống như Phương mà ông chồng khác. Nói chung là đi về gặp nhau, không cho anh. Có còn không? Không, không có lấy chồng. À, có, là do đứa con. Đứa con nói chung không được khôn ngoan. Không được khôn ngoan. Thì chồng cũng thấy vợ như thế. Vợ như thế làm sao mà con nó khôn được. Vâng. Thì cũng rất là thương cái hoàn cảnh gia đình. Vâng. Toàn tân. Là chị và... Là chị và em. Chồng cũng toàn tân. Chồng cũng được năng. Cái bộ nước nó mà không biết xăng thôi. Chồng cũng có làm cái chi đâu. Không làm cái gì. Vâng. Đây thì hôm nay thì đây là ta có 2 triệu đồng nhé, 2 triệu đồng đây là của bác sĩ Thủy Đỗ ở bên bên Washington State, bên Seattle á, không biết là có phải bên Seattle hay không nhưng mà liên lì thì bên Seattle. Thì đây là số tiền mà bác sĩ Thủy Đỗ gửi cho gia đình, đây là 2 triệu đồng nhé, tiền mua thuốc nhé. Vâng, thay mặt gia đình cảm ơn tất cả mọi thứ cho anh. Vâng, vâng. Thì mình cố gắng để chị em nâng đỡ nhau nhé. Vâng ạ. Vâng. Thì mình là người cùng cảnh ngộ, đồng cảnh ngộ đó. Những người tàn tật thôi mà hoàn cảnh khó khăn thì mình cũng dễ thông cảm được cái sự khó khăn của người khác. Rồi mình nâng đỡ nhau nhé. Vâng. Xin hết lòng cảm ơn bác sĩ Thủy Đỗ ở bên Mỹ. Qua trung gian là chị Lindy. Để lấy tiền về để giúp đỡ cho những người bệnh, những người... nghèo, những người tàn tật như trường hợp của các chị ở đây. Thì xin chúc chúc lành cả công hội hậu cho gia đình bác sĩ Thủy Đỗ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn tất cả mọi người quan tâm. Rồi, chúc bà mau khỏi, mau lành để mà đi về nhé. Ừ, đây là tiền nhân giúp đỡ cho bà mua thuốc nhé. Ừ, hôm nay cũng nhờ bên Canada Hóa sơ sơ công nhân may thì thu nhập cũng thấp, không phải cần nhiều của bố mẹ. Thì hôm nay có cha trường đại diện cho các bác Thanh Hóa cái nhà hảo tâm hỗ trợ cho cô là 30 suất ăn nhé. Cô để qua căng tin của nhà ăn lấy suất ăn. Đây là 30 suất ăn của cái năm 10 chiếu cô ạ. Mỗi lần đến giờ cơ thì cô chỉ cần xé một cái chiếu ăn này, cô mang xuống căng tin thì căng tin sẽ ăn cho cô một suất ăn. Dạ vâng. Đây là đây là phần quà mà bác sĩ Thủy Đỗ đã gửi đến cho các bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân có bệnh hiểm nghèo, có thời gian phải chữa trị bệnh rất là nhiều và hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Vì vậy đặt thần các Thanh Hóa cho được ký thơ với bệnh nhân. Xin cảm ơn bác sĩ Thủy Đỗ rất là nhiều. Xin chúc sức lành cho chị và nhất là chúc chị có những ngày trong thật thật là nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn chị. Bạn đang khỏe nhá. Dạ vâng. Chào anh Hạnh nhá. Xin chào bác, xin chào hả? Hôm nay thì tôi kêu gọi bên Caritas Thanh Hóa, trường kết nối với nhà hảo tâm hỗ trợ cho anh Lê Tiến Hạnh, 41 tuổi, ở Hoàng Hóa. Thì bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối nhiều năm, thì hiện thì đang gặp
máu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thì bệnh nhân cũng chưa có vợ con, cũng đang là ở cùng với lại họ mẹ. Thì điều kiện gia đình rất là khó khăn. Thì hôm nay các cha thường và các sư có qua hỗ trợ cho anh là đang thương đây là 30 phiếu ăn, mỗi một tệp như vậy là 10 phiếu ạ. Thì mỗi một lần anh đến bệnh viện ấy ạ, thì anh sẽ một phiếu này, anh xuống căng tin. Thì căng tin và căng tin của bệnh viện, căng tin của bệnh viện nhé. Hôm nay thì là cái nhà. Cái đấy thì chiều nhà ăn của bệnh viện đây. Ở nhà ăn của bệnh viện thì sẽ có một suất ăn. Và anh giữ cái phiếu này nhá, cứ đi bệnh viện thì mình mang cái phiếu này đi. Đi làm hết phiếu này thôi nha, mình đừng có vứt phiếu này đi nha. 30 phiếu này là của một bác sĩ, 30 đây là 30 suất cơm nhé. Để cho bệnh nhân đi chuyển máu như này, phải đi chuyển máu nhiều lần. Gia đình thì nghèo khổ, chưa có quà, chưa có gia đình quà như thế này. Đây là quà của bác sĩ, chỉ có bên Mỹ. Bên Mỹ đấy, bên chị là thì cũng là bác sĩ, người thương đến các bệnh nhân, nhất là bệnh nhân chuyển máu cho bệnh nhân. Ông lâu rồi đấy, gọi là có điện thoại bao lâu thì em phải đi viện một lần? Hồi trước thì em ốm cứ nằm hai ngày đó mấy, nhưng mà cứ lại dài mãi rồi cứ nằm cách đây mấy năm chứ thật sự là làm cái thuốc được chưa rồi. Vâng, giúp là được trị cái bệnh viêm cổ thận mãn nên là cứ dài dài cũng cống dài được thật. Vậy nha, thôi chúc em cố gắng điều trị. Dạ vâng. Ông bà ở đâu? Mẹ đó mà. Bên một từ Xuân. Giáp với Lào đó. Giáp Lào. Dân tộc Thái hay Mường? Thái. Thế ông đi lâu chưa? Tôi đi lọc máu lâu chưa? 5 năm rồi. 5 năm rồi. Mà từ trên bắt mặt mà xuống đây thì xa lắm. Ba bốn chặng xe. Đi 2-3 chặng xe luôn. Vâng, hôm nay thì Caritas Thanh Hóa cha thường và các sư đã qua hỗ trợ cho bệnh nhân Lam Văn Bắc bệnh nhân 24 tuổi ở Bát Mọt Thường Xuân. Bệnh nhân đã bị suy thận giai đoạn cuối và đang lọc máu điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thì hiện tại thì bệnh nhân có thể tỏ bệnh viện tỉnh để mỗi tuần phải đi chạy thận 3 lần. Thì ở đây thì cũng đã mở bệnh nhân để xuống chăm sóc bệnh nhân. Thì được điều trị thuê trọ xa nhà này khiến cho hoàn cảnh bệnh nhân rất là khó khăn. Tình hình bệnh tật thì cũng không đi làm ăn được. Cho nên là cái sự hỗ trợ này đã giúp đỡ cho bệnh nhân rất nhiều trong cái việc sinh hoạt, chi phí sinh hoạt, ăn uống trong cái thời gian mà bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Cảm ơn cha thường, các sư và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho các bệnh nhân khó khăn ở bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đặc biệt cảm ơn chị Thủy Đỗ hôm nay đã giúp đỡ rất nhiều bệnh nhân khó khăn tại bệnh viện. Bà ơi, đây này. Thường hay ông bà nhá, từ trên máy bất một mà xuống đây xa lắm, mấy chặng xe luôn, trên giáp biên giới Lào đó,
thì xuống dưới đây thì phải đi thuê nhà cho người là đủ mọi thứ, thì cho nên là cuộc sống rất là khó khăn, nên là đây là ủng hộ hai ông bà nhá, 30 suất ăn miễn phí. Thì cứ đến giờ đến cuối là mình cầm ra về cái nhà ăn của bệnh viện ở đây là cứ đưa cho họ một phiếu, thì họ đưa cho mình một suất cơm nhá, để cho hai ông bà ăn. Đây là 30 suất cơm miễn phí nhá. Rồi đây. Chúc cho hai bà được nhiều sức khỏe nhé, để có sức để mà hết lòng cảm ơn chị Kỳ Đỗ đã thương giúp đỡ cho những người con cảnh khó khăn cũng như gia đình của bà nha. Cố gắng nhé. Đây là không phải ba mươi nghìn cân các bạn nhé. Tại sao là thiếu thì sao là thiếu thì cảm động quá nhỉ. Hay sao? Ví dụ như là ông hai thiếu thì mang hai tờ này đi, còn lại thì mang về cắt đi. Lần sau mình đi viện này lại mang cái này lên nhé. Cái này nó khi nào hết thiếu thì mới hết nhá. Thôi bà cố gắng nhé, nhà bà cảm động quá, bà cảm động quá vì tấm lòng của chị Thủy Lộc đó. Chúc cho bà luôn là bà khóc. Thôi chúc cho bà có sức khỏe và cảm ơn nhé. Chị ăn được 15 ngày ăn rồi đó. Cảm ơn chị Thủy Lộc. Chúc cho chị Thủy Lộc là một lần nữa. Chị quên như không? Chào các nghiệp, tôi ở thôn hai Hoàng Tiến. À, Hoàng Tiến Hồng Hóa. Vâng. Và cứ phải thuê nhà trọ ở đây à? Vâng. Và cả cái cả Hoàng Tiến của mình thôi thì. À, của mình thôi. Vâng. Thì chạy thêm á. Đã đến với lọc máu này thì là cực kỳ khó khăn. Trước khi chưa lọc máu thì là bệnh nhân sẽ đi điều trị khắp nơi. Những khi mà gần như là thì bắt đầu là quay lại lọc máu, thì có người thì không hết nhà, có người thì có một nhà. Bây giờ đến đây rồi, đến bước đường cùng à, không còn, không còn một cái gì để mà lại là một mặc dù là cái chế độ của nhà nước đấy là chế độ bảo hiểm gần như 100%, nhưng vấn đề đây là vấn đề là cái chi phí của bảo hiểm này là nhà xa không đi lại nó bóng chẳng ai đưa đi chưa, thế phải chọn ở đây, chọn ở đây thì một tháng lại phải phát sinh một chi phí tháng đầu thì như là nhà chọn đấy bao tiền các bạn? Đây bà chọn ở đây bao nhiêu tiền một tháng? Mình đi nhà là 500. Còn tiền đi với tiền nước còn ra là ở gần đây là chắc phải có cái khu nhà trọ tôi mới bỏ vào nhân thật cái tiền ăn là hơn tiêu tiền vâng cả tiền đi tiền nước tiền ăn là tiêu tiền nước và quá như này là như là chế độ bảo hiểm chi trả hết vấn đề là bảo quốc là tiền ăn tiền cho bác làm đi các chú là bảo hiểm cho có mình tiền tiền thuốc thôi tiền có mình tiền thuốc lạc thôi tiền thuốc còn tiền ăn với tiền thuốc với tiền tiền ăn thì đấy tiền đấy thường tiền ăn tiền nhà tiền nước của nước xe là còn mất ngày khác 10.000 rồi vâng tức là bây giờ nhà tiền lọc có thì có rồi nhá, còn hôm nay các cha các sơ sẽ tặng bà tiền ăn đây ạ, sẽ tặng bà 30 suất ăn nhá, mỗi một ngày là mỗi một lần bà muốn bà đến bệnh viện thì bà sẽ mang một tờ này xuống nhà ăn của bệnh viện thì à không bà nhờ ạ, à, bà mang được bà nhờ rồi cô có người đây giúp bà cho bà nhé, bà chỉ cần xé một tờ này bà nhờ ai
thêm sức khỏe để chiến đấu với bệnh tật. Rất là cảm ơn bác sĩ Thủy Đỗ giới thiệu với bác sĩ Lê Công Đầu. Bác sĩ Thủy Đỗ là chị là người rất là thương bệnh nhân và gửi những cái suất ăn này chị ở Mỹ và gửi tiền qua đây thì để tặng các suất ăn cho bệnh nhân, để bệnh nhân có thêm nguồn dinh dưỡng để có thể chiến đấu với bệnh tật của mình. Bác sĩ Thủy Đỗ đã gửi rất là nhiều tình cảm và yêu thương cũng như những suất ăn đến cho bệnh nhân. Rất là cảm ơn bác sĩ Đỗ và chúc bác sĩ luôn thành công cho công tác để có thể mang sức khỏe bình thường đến cho các bệnh nhân của mình. Cảm ơn bác sĩ nhé. Cảm ơn bác sĩ nhé. Đây là của bác sĩ Thủy Đỗ gửi cho bà đấy. Bác sĩ Thủy Đỗ mới bên Mỹ á. Cả 30 bữa ăn nha. Các chúc bà là nhờ cái sự động viên này mà có thể cố gắng điều trị bệnh thêm nhé. Vẫn có người nhờ đến bà đấy. Thì bên phòng công tác xã hội của bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để có kêu gọi Caritas trao thưởng kết nối tận ân nhân hỗ trợ cho bệnh nhân tuổi tự do 81 tuổi ở Thiệu Hóa. Thì bệnh nhân là đối tượng bảo trợ xã hội, người già cô đơn không có người thân. Đấy, thì khi bệnh nhân đi viện nên thì trong cái tình trạng là khớp gối là bị đau như là có cái vấn đề về cái hệ tiết niệu. Thì hôm nay thì chúng tôi có kêu gọi nhờ bên Caritas có kết nối với nhà hảo tâm là hỗ trợ cho bệnh nhân 30 suất ăn để giúp cho bệnh nhân trong cái quá trình làm viện này thì có cái không bị lo lắng về cái chi phí ăn uống sinh hoạt khi mà điều trị tại bệnh viện. Bà ơi, hôm nay đây là ca bên nhà thờ đạo nhé. Rồi đến hỗ trợ cho bà đây là 30 suất ăn miễn phí nhé. Rồi đây là mỗi cái phiếu, đây là một suất ăn miễn phí. Rồi cứ đến bữa đây là bà đưa phiếu cho căng tin nữa là người ta đưa đồ ăn cho bà nhé. Ở đây nhé. Thì đây là 30, bà cứ ngồi đi. 30 suất ăn bởi vì bà là già cả neo đơn không nơi nương tựa mà đi viện lâu ngày cho nên là rất là cần cái này nhé. Đây là quà của chị Đỗ Quyên, qua chị Liên Đỉ đó, bên Mỹ đó, gửi cho bà. Đây là cái chương trình bác ái mùa chay của chị đó, để giúp cho những người bệnh nhân nghèo có cơm ăn trong những ngày mà đi điều trị nhé. Vâng, thì đây là cái quà của chị Đỗ Quyên nhé, chúc cho bà nhé. Mà cảm ơn đoàn, mà cảm ơn tất cả những người đã có lòng hảo tâm quan tâm đến bà. Vâng, chị thương bà cho nên là giúp cho bà nhé. Dạ vâng ạ. Và cảm ơn nhiều cho bà, với lại cảm ơn đến những người mà đã quan tâm bà thế này. Chứ bà có vui không? Bà vui lắm, nhưng mà thành như thế này bà cảm động. Bà cảm động nha. Dạ vâng ạ. Vâng, chứ bà ở đâu? Là quê chính ở Tiền Thọ Xuân mà đi lấy chồng ở dưới Thiệu Hóa. Ở xã nào Thiệu Hóa? Đang ở Thượng Vũ, Thiệu Hóa. Thiệu Vũ quá. Dạ vâng. Chứ bà ở làng nào? Bà ở dưới làng Vã cũ. Ồ, làng Vã. Mà bây giờ họ gọi là Đạt Giáo. Không, Đạt Giáo là làng trên. Làng Vĩ. Dạ dạ. Đó bà đi 8 năm rồi mà bây giờ bà quên cả lại là người dân. Bởi vì chỉ nhớ bà lần trước xuống đây là... Chưa bà đi đâu, 8 năm vừa qua bà đi đâu? Mà ở trung tâm bảo trợ. Ở đây, dạ. Trung tâm bảo trợ tức là những nơi mà cái gì nhỉ? Trung tâm bảo trợ là... Người ta nuôi dưỡng những người... Người ta nuôi dưỡng những người vô gia cư đó, kiểu dạ. Như vậy đó. Vâng ạ. Làng Vã đây này. Trời ơi, thế ạ. Bà có biết nhà ông Sinh ở nhà thờ trên Đạt Giáo không? Trời ơi, thế bây giờ tôi nhìn mặt anh tôi nhớ lắm. Tôi nhớ mặt anh rồi. Vâng, đây là cha Thường nhá, con nhà ông Sinh ở ngay cổng nhà thờ Đạt Giáo. Thế con nhà ông Cường thì có làm cùng đó anh không? Đúng rồi, con nhà ông Cường thì là cha Tám đó, cũng làm ở chỗ đó. Thế nhớ về cho tôi lời thăm sức khỏe cha Tám ấy nhá. Chứ biết cha Tám mà không biết cha Thường à? Thế biết tôi nhìn mà ai là tôi nhớ. Vâng. Tôi đang nghĩ coi là con nhà ai. Vâng, con nhà ông Sinh. Dạ vâng, còn ông Sinh và chị bây giờ cũng còn trời mạnh chứ à? Ông Sinh mất rồi. Mất rồi chứ ạ. Sắp mãn tang rồi.
tháng 6 đây là mất tay mẹ. Nhưng mà bà thì đang còn. Bà tên gì bà nhờ? Bà người mẫu thẳng ẩm thế tôi tên là Dùa. Bà Dùa. Và ông Toàn chết 14 năm rồi. Ồ, vậy là đời lời cùng làng cùng xã nữa. Thành phố Thanh Hóa thật nhỏ bé. Càng cảm động thế. Vâng. Thì bây giờ con làm bên ban bác ái của tòa giám mục Thanh Hóa của nhà thờ đó. Dạ. Thì truyền giúp những người có hoàn cảnh khó khăn giống như bà. Dạ vâng. Thì đó cho nên là hôm nay là Hiếu đây bên phòng công tác xã hội này để giới thiệu rồi cho nên là đến giúp cho bà 30 suất ăn nhá. Dạ vâng. Rồi cứ đến bữa rồi bà đưa cái phiếu cho họ, mỗi bữa là một phiếu rồi họ phát cho một phần ăn nhá. Cái nhà ăn có gần đây không anh ta? Có, nhà ăn có. Thì có người sẽ hướng dẫn cho bà nhá. Có gì thì có thể là sẽ báo với chủ khoa để hỗ trợ bà cho việc lấy suất ăn nhá. Nếu như bà không đi lấy được. Báo với ai? Báo với khoa. Thì ghé lên để tí là cho báo. Dạ vâng. Báo với khoa thì người ta hướng dẫn cho bà đi lấy đồ ăn nhá. Anh giúp tôi nhé. Dạ, anh giúp là anh giúp nhé. Không, tôi không đi được. Vâng, được. Bây giờ bị đi tỉ nhiều, lên đây sợ không có tiền, cho nên là không lên mà cứ giấu ở nhà uống cái nọ cái kia. Không bây giờ ấy. Mờ cả mắt. Mờ cả mắt thì là. Vâng, thôi chúc cho bà khỏe nhé. Rồi đi gặp đồng hương ở đây này. Rồi. Ôi, cảm ơn anh nhiều. Về nhà nói chuyện thì cả xã ăn thì tôi cười buồn thôi. Không sao đâu. Còn bốn cô tự đào mà anh em nhà phải xuống bảo trợ. Khổ lắm anh. Không sao nhá, có mọi người thương mến bà nhá. Có anh Hiếu thì bệnh viện đây rồi có các ân nhân nữa. Rồi con với cha Tám mà cầu nguyện cho bà nhé. Mai đừng nói. Bây giờ sang suốt từ ngày thì không phải đến lâu rồi. Thôi được rồi, bà yên tâm nhé. Bà yên tâm rồi bà điều trị cho tốt nhé. Vâng. Để mau được khỏi bệnh nhé. Thế còn cha cho tôi lời thăm cho Tám nhé. Vâng. Tôi cũng nhớ quê hương lắm rồi, không về được. Vâng. Thì mau khỏi bệnh rồi đưa bà về thăm quê hương một lần nhé. Vâng. Vâng. Thôi bà ngồi xuống nghỉ đi nhé. Rồi. Cảm ơn tất cả các bác các anh. Vâng. Mọi người cơ quan nữa. Vâng. Bà nghỉ nhá. Rồi giữ gìn sức khỏe bà nhá. Dạ vâng. Vâng. Các anh phải báo với ai thì báo giúp tôi nhớ nhá. À vâng. Rồi bà yên tâm nhá. Rồi bà cắt đây, bà cắt phiếu đi nhá. Đấy, cái phiếu này là phiếu của chị Đỗ Quyên đó. Qua chị Lâm Đì đó. Tặng cơm cho bà nhá. Lần trước bà đến đây cũng được cái cô gì giống yếu mới đến đây thì cũng tôi thiếu ăn. Vâng. Đó, nhiều người thương bà nó mất nhá. Thế này, mai là có cơm mà. Chiều nay là có cơm. Chiều nay là có ạ. Vâng. Thế phải có người đi lấy. Được rồi, bà yên tâm nhé. Có qua lấy rồi bà cháu sẽ sắp xếp cho bà. Dạ vâng, bà cảm ơn các anh nhé. Cảm ơn chị Đỗ Quyên nhiều nhá. Chúc chúc lành cho công việc cho chị và gia đình. Vâng, bà cảm ơn chị Đỗ Quyên nhiều nhé chị nha. Ôi chị lo đi viện tốn tiền, không có tiền. Mà chị Đỗ Quyên thấy có cảm động không? Nó mà bà cụ đó rất là cảm động khi nhận được quà của chị Đỗ Quyên. Dạ vâng. Thôi bà nghỉ nhá. Mới được bàn giết được mà. Ông nào có nhà nước chữa gì là chừng chứng. Dạ vâng. Thế ta bà cảm ơn các anh nhá. Vâng. Đi đọc Phật. Vâng. Đây là cha Cường, đi cha Tám nhá. Dạ vâng. Vâng. ba người con nhỏ và cũng thường xuyên bị đau ốm,
cảnh rất là éo le. Ngày rất là cảm ơn cha Tường và cái thứ nhà hảo tâm để hỗ trợ cho bệnh nhân Trung. Cảm ơn anh Hiếu về phòng công tác sở của bệnh viện Đa khoa tỉnh cho khai thác thêm hóa của cơ hội để phục vụ cho bệnh viện Trung. Đây thì từ trong suốt thời gian qua đó thì khai thác thêm hóa cũng đã hỗ trợ cho em Trung này chuyên xe cho nhà thuốc cấp cứu rồi để giúp đỡ thuốc men. À, hôm nay thì đây là 30 suất ăn của chị Quyên Đỗ bên nước ngoài gửi về để giúp đỡ cho em Trung để trong cái thời gian đó chữa bệnh ở đây cũng có cơm miễn phí để ăn hàng ngày. Ta trao cho Quân là 30 suất cơm nhé. Đây là cái 30 phiếu thì cứ đến giờ để con xuống với căng tin. Bà mẹ cũng cần tiền để lấy cơm cho con nhé. Cái này đang đang di chuyển, đây đây là 30 suất cơm. Và cái để đây là tí là con đưa cho mẹ nhé. Tay bạn cầm. Cầm được không? Rồi đấy. Đấy là 30 suất cơm miễn phí của chị Quyên Đỗ giúp đỡ cho bệnh Trung này. Xin thay mặt cho thay lời cho Trung gia đình xin hết lòng cảm ơn chị Quyên Đỗ đã có lòng cảm đạm chia sẻ chia cơm để báo cho những người đói nghèo và đặc biệt là cho bệnh nhân Trung ở đây. Xin Chúa chúc lành thành công vận động cho chị Quyên Đỗ và gia đình và cầu xin Chúa cho linh hồn Maria có được về giúp cần nhân thành Chúa. Xin hết lòng cảm ơn. Cảm ơn nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp.